bà làm mẹ mà sự thương mến của bà đối với hai đứa con không đồng đều. Làm cha mẹ như vậy à, tết sau con nó không tủi thân mặc cảm. Tủi thân cái gì? Chứ ông nghĩ coi, con Tử Bình nó làm rỡ ràng cho cha mẹ dòng họ, lại hiếu thảo nữa, học hành thì luôn đứng đầu lớp, thi đâu thì đậu đó, thầy cô bạn bè quý mến. Còn con gái của ông, xét cho cùng mà con Tử Lăng nó có làm điều gì xấu hổ cho tôi với bà chưa? Nó cũng chưa làm điều gì bất hiếu mà, tại sao bà trách nó? Thôi ông đi, nói động tới con Tử Lăng á là ông binh như mình ông là biết thương. Còn tôi đây là mẹ ghé không bằng. Tôi chỉ mong bà để tâm chăm sóc, đừng nên đẩy nó xa dần tình cảm mẹ cha. Lẽ ra mình phải biết thương nó nhiều hơn, đừng để nó tủi buồn mang mặc cảm bị bỏ rơi. Nhà chỉ có hai chị em gái mà thôi, con Tử Bình á thì đẹp đẽ dịu hiền, còn nó tánh lý ngang tàn không biết giống ai. Nó không giống mẹ thì giống cha chứ giống ai. Tôi vẫn tin là con Tử Lăng nó không hư đốn gì đâu mà phải trị. À nếu cần phải trị thì bà nên trị cái tính kiêu kỳ của con Tử Bình kìa. Đứa con gái đẹp nào cũng có một chút kiêu kỳ, là hoa khôi của trường có cả ngàn cô gái thì làm sao cấm nó có sự hãnh diện chứ. Đúng là khi thương trái ấu cũng tròn, nhưng sự hãnh diện kia đừng nên để lộ ra mà trở nên tơ tén, phải tỏ ra khiêm nhường kính đáo là gái phải giữ gìn sự đoan trang đẹp đức, những ơn vẻ đẹp bên ngoài. Tôi là mẹ tôi hiểu rõ tánh con tôi, không phải vì vậy mà nó tự đắc kiêu căng. Bằng chứng nó vẫn được bạn bè chiều chuộng, bao nhiêu người muốn làm rể nhà ta, mình phải lo chọn cho nó một tấm chồng, kéo nó vội vàng mà phí một đời xuân. Nó đã lớn khôn thì để nó chọn cho mình, để sau này nó khỏi trách mẹ cha. Ông nói vậy sao được? Là mẹ cha, ta phải hướng dẫn cho con cái. Tuổi trẻ làm sao nó có kinh nghiệm như tuổi già chúng ta được. Tử Lăng à, Tử Lăng. Dạ, dạ thưa ba gọi con. Má con gọi chứ không phải ba gọi. Ờ, thì tôi gọi. Con có biết hôm nay là ngày gì không? Mà giờ này con còn ngủ chứ. Dạ, hình như hôm nay gia đình ta tổ chức tiệc mừng cho chị Tử Bình vừa thi đậu, mà không biết có phải gì không. Đó, ông nghe không? Ừ. Đúng là vô trách nhiệm mà. Cả cái ngày quan trọng của chị nó, mà ông có nghe nó nói không? Nghe rồi. Dạ thưa má, sở dĩ con nói vậy là vì mọi việc trong gia đình này nào có ai đâu cho con biết. Quán bàn bạc với con bao giờ, bảo ngủ thì con ngủ, bảo ăn thì con ăn. Con đã quen làm cái bóng từ lâu rồi. Nhà có hai chị em mà tánh tình khác biệt, chị con thì luôn cởi mở với mọi người, còn con thì sống tự cô lập lấy mình, chớ nên trách phiền và hờn giận người thân. Dạ thưa má, con nào dám trách phiền cha mẹ, bởi tánh con không thích chốn ồn ào, thấy chỗ nào có mặt đông người, dạ thì chỗ đó sẽ chẳng bao giờ thấy có mặt của con đâu. Tánh tình của nó đã không thích nơi huyên náo thì tôi thấy bà cũng không nên ép buộc nó làm gì. Con Tử Bình thì hội hè bè bạn triền miên, ba vì tự do nên để cho nó sống theo ý của mình. Hễ nó động tới Tử Lăng á là binh vực. Nó dầu sao cũng là em của Tử Bình, thiên hạ còn tới đây để chia mừng. Lẽ nào nó là người nhà lấy tỏ thị điềm miên. Dạ thưa má, nào phải con vô tâm đến vậy, nhưng con hay chẳng có chi phải làm to chuyện. Hãy đi thi thì có người đậu kẻ rớt, đó là thường tình của nghiệp bút nghiêng. Cha mẹ tốt con tốt của để con học hành, thì bổn phận mình phải cố gắng thi đậu mà thôi. Có lạ gì đâu mà phải tổ chức yến tiệc linh đình, vừa hao tốn của tiền lại phiền hà người thân. Đúng là cha con giống y nhau. Nó nói vậy đó mà ông có nghe có được không? Được thôi, mỗi người đều có cái lý riêng của họ, ta không nên đập tài. Phải mà, nhà này hai cha con là một phe nhau. Tôi không hơi đâu mà cãi với ông cho nó mệt. Bà Vũ ơi! Dạ! Dưới bếp xong chưa? Khách khứa sắp đến rồi đó. Dạ thưa bà,
Dạ đã xong tất cả rồi, và chỉ chờ khách đến nữa thôi bà. Sao giờ này mà con Tử Bình vẫn chưa về kìa? Nó đi đâu? Thì thằng Sĩ Liêm đưa nó đi mua một ít đồ dùng gì đó. Ông ở đó mà đón khách. Tôi xuống bếp xem mấy người làm ăn ra sao ở dưới. Dạ con xin phép ba. Tự Lăng con. Dạ. Ngồi với ba một chút đi con. Đã lâu rồi vì công việc cha con ta ít có dịp nói chuyện với nhau. Trong nhà này chỉ có ba là hiểu con mà thôi. Dạ cảm ơn ba. Nhưng con thấy cũng chưa có việc gì con cần đến sự giúp đỡ của ba. Tự Lăng à, ba biết có những việc ngoài khả năng giúp đỡ của người cha. Đành nhìn thấy sự thất vọng của con mà ba nghe lòng đau xót. Cảm ơn ba. Nhưng nào con có điều gì thất vọng đâu ba. Con chỉ đang bận học cho kỳ thi sắp đến, cho nên... Tự Lăng, con đừng giấu ba. Ba biết tình cảm của con và Sĩ Liêm. Tự thở thiếu thời từng gắn bó với nhau. Nhưng ba không biết tại sao lúc sau ngày lại có đổi thay. Ba ơi nhắc lại làm chi tình cảm thuở thiếu thời ngày nay. Các con đã lớn khôn rồi thì tình cảm của con người cũng theo tháng ngày đổi thay. Giờ đây con chỉ chú tâm vào việc học hành. Con xin ba chớ cố bận lòng. Trời cho con được lãng quên. Ba ơi con rất vui mừng khi được nhìn hạnh phúc của người thân. Cố gắng lên nghe con. Cuộc đời con còn dài lắm, chẳng có gì con phải đau buồn tuyệt vọng. Ô kìa cô Hồng Mai mới đến. Dạ. Dạ chào cô, dạ mời cô vào. Dạ, ông với bà tôi đang đợi trỏng á. Cảm ơn Vũ. Có Tư Lăng ở nhà không Vũ? Dạ, cô ba ở phòng khách á. Dạ, xin phép ba. Kìa, Tư Lăng, chị định đi đâu đó, trốn Mai à? Chào Mai. Nào Lăng có định trốn ai đâu. Lăng định lên lầu lấy thuốc uống mà thôi. Mai mới đến à? Ủa mà chị đau làm sao vậy? Có nặng lắm không? Cảm ơn Hồng Mai, Lăng chỉ bị nhức đầu chút xíu thôi à. Chị hả? Dạ, cháu chào bác. Cháu Hồng Mai, chị Lưu vẫn mạnh hả cháu? Dạ, cảm ơn bác. Mẹ cháu vẫn khỏe và nhắc về hai bác luôn á. Cháu ngồi chơi với Tử Lăng nha. Dạ. Tử Bình và Sĩ Liêm sắp về tới đó, bác ra ngoài có chút việc. Dạ, bác cứ tự nhiên, có chị Tử Lăng ở đây với cháu rồi. Tử Lăng nè, anh Sĩ Liêm và chị Tử Bình, họ đi đâu vậy? Việc của họ Lăng đâu có biết. Lăng chỉ là cái bóng mờ trong nhà này thôi. Tự Lăng, hình như chị không muốn gặp Hồng Mai nữa phải không? Kìa, sao Mai nói vậy? Mình vẫn là bạn từ bé đến giờ, có gì thay đổi đâu. Có, có một sự thay đổi trong tình bạn. Lăng đừng giấu Mai, Mai hiểu tất cả. Tự Lăng có tin Mai không? Và Tự Lăng có tin những lời mà Mai sắp nói ra không? Mai tha lỗi cho mình. Vì từ lâu nay có lúc mình không còn tin cả mình nữa. Mình hiểu tất cả Tử Lăng à. Mình rất thông cảm cho sự xót đau của một người con. Đặt chân vào đời niềm tin đã mất. Với tất cả kỷ niệm thuở thiếu thời đang dây chặt con tim. Kỷ niệm ngày nào hãy để nó chìm sâu theo ngày tháng.
không, không đâu chị Tử Lăng à. Chị đã hiểu sai, nên chị mới có những quyết định sai lầm, làm cho cả hai tan nát cõi lòng. Anh Sĩ Liêm không bao giờ quên kỷ niệm thuở thiếu thời đã cùng chị xây dựng ước mơ. Nếu mai sau hai người không một đời, chớ nhắc làm chi chuyện đã quá rồi. Bởi bây giờ thì mọi việc đã đổi thay, cũng theo đó chuyển lại. Nhắc lại làm gì, thêm quan trai đắng cay. Tự Lăng ơi, nếu trong lòng chị Hồng Mai còn có chỗ đứng nào trong tâm tường, thì xin chị hãy tin những lời tôi sắp nói ra đây là tất cả sự chân. Anh Sĩ Liêm vẫn yêu chị tha thiết với tất cả lòng mình. Những kỷ niệm ngày xưa không bao giờ anh quên được, và trong những đêm dài trăng trở không vui, không biết do đâu xảy ra nghịch cảnh, có phải lão Tơ Hồng kéo bài chuyện lá lay nè. Là bạn gái với nhau, mình hỏi thật chị nha, chị đã hết thương anh Sĩ Liêm rồi phải không? Nè, chị hãy nói thật lòng của chị đi. Có lẽ anh Sĩ Liêm và chị Tử Bình về. Hồng Mai ngồi chơi nha, mình xin phép, mong Mai hiểu cho. Tử Lăng, Tử Lăng, chị kia nhất định không gặp anh Sĩ Liêm nữa à? Dạ xin phép chào cô. Thưa cô, tôi rất lấy làm hân hạnh được vinh dự tặng cô một bó hoa để gọi là nhịp cầu buổi đầu tiên gặp gỡ và quen biết cô. Dạ không dám, xin
xin được biết tôi đang tiếp chuyện với ai đây à? Dạ, xin được mạn phép giới thiệu với cô. Tôi họ Hà, tên Mộc Nhĩ, mà bè bạn thường gọi tôi là Vỗ Tay Cây. Nhưng mà tôi thật với cô nhìn kỹ đó đi, không bao giờ cây đó cô à. Nhìn đây đã, từ lỗ tai đến đâu bình thường đẹp trai như mọi người khác. Cô nhìn coi nè. À ha, lỗ tai của ông cũng rất bình thường đã. Cảm ơn cô, đúng là cô có cặp mắt tinh đời, không như những người phàm mắt thịt. Cô quả là một cô gái đẹp và thông minh. Theo tôi thì cái ngôi vị hoa khôi của cô thật là khiêm nhường. Theo tôi cô phải là hoa hậu của cặp phố này. Nè ông à, ông có được bình thường không? Ông có điên không? Dạ có. Dạ cô nói gì? Tôi muốn hỏi là ông có được bình thường không? Vâng, cảm ơn cô. Tôi rất bình thường. Chẳng những bình thường mà cô thấy tôi không? Khỏe mạnh nữa. Thưa cô, xin được hân hạnh giới thiệu với cô, năm nay tôi tròn 82 tuổi. Gì ạ? À, dạ xin lỗi, 28 tuổi. Cao 1m70, cân nặng 16kg. Hả? Dạ không, dạ 61kg. Chưa có gia đình, thích âm nhạc, thích du lịch, tiệc tùng, ghét đọc sách bởi vì đọc chữ hơi chậm. Và thích việc nội trợ. Hết chưa? Dạ, chưa. Nói nữa đi. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, ông bà có câu, kẻ nào thích nói về mình là một người ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà không quan tâm tới người khác. Tôi thì không có tánh xấu đó cô à. Vì vậy, tôi chẳng bao giờ nói về mình cả. Ông nói hết chưa? Dạ, chưa. Thì nói nữa đi. Dạ, nếu cô muốn nói tôi nhường. Bây giờ nè, tôi muốn biết mục đích của cuộc viếng thăm này. Tôi xin phép cô cho tôi được trình bày. Mục đích của tôi hôm nay là tôi đến nghe xin mừng cô vừa đổ đạt thành danh. Người như cô đúng là một hoa khôi. Tôi xin tình nguyện làm tên nô lệ của cô suốt đời, chẳng hề đổi dời. Tôi chưa được biết ông là ai, có quan hệ ra sao. Cha tôi với Dương tiên sinh là chỗ thăm giao. Hôm nay có tiệc mời ba tôi tới dự, sẵn có giấy mời. Tôi đến chim ngưỡng nàng. Tôi không phải là người mà ông muốn được kết thân, vì tôi cũng đến đây với tư cách như ông. Cô cho đùa cợt để thử lòng dạ. Tôi không phải là tự bình. Tôi vừa nghe nói cái gì lùng bùng. Bây giờ ông hãy nghe lại cho khỏi lùng bùng đây. Dạ phiền cô nói lại lần nữa cho tôi được nghe. Tôi không phải là chị Tử Bình. À hả? Nếu cô không phải là Tử Bình. À gì vậy? Như vậy là Tử Lăng thôi. Tôi đoán chắc không sai mà. Tại sao vậy? Vì nhan sắc này ngoài Tử Bình ra thì chỉ có Tử Lăng mới có được. Vì tôi đã từng nghe thiên hạ nói nhà họ Dương có hai đó trà mi sắc tài cùng một, 10 phân vẹn 11. Thật ra thì ông đã đi hơi xa rồi đó. Dạ không đâu cô à, cái này mới đúng là duyên trời định đó cô. Dạ thưa cô, hôm nay tôi định đến để chia mừng với chị cô, nhưng lại may mắn gặp được cô. Thưa cô, có phải đó là do duyên nợ của chúng ta từ muôn kiếp trước không cô? Này ông Hà Mộc Nhĩ à? Có. Bạn bè nó thường gọi đùa ông là lỗ tai cây hả? Vâng thưa cô đúng, nhưng đó là bọn người thiếu hiểu biết cô à. Tôi chắc cũng thuộc vào hạng người mà ông vừa nói đó. Dạ, cô Tử Lăng sao cô nói vậy? Tôi nào dám nghĩ cô. Nào, xin mời các bạn, ta vào đi. Có lẽ ba mẹ tôi đang đợi chúng ta đó. À, kìa, Hồng Mai, em đến từ bao giờ vậy? Chờ mình có lâu không? Cũng không lâu lắm đâu chị à. Ủa, ba má của chị đâu rồi? À, còn vị này là... Để tôi sẽ làm người giới thiệu có lẽ tiện hơn, phải không ông? Ừ. Thưa đây là ông Hà Mộc Nhĩ, khách đến mừng chị đó. Còn thưa ông, đây là Dương Tử Bình. Còn tôi chắc nãy giờ ông đã biết rồi. À trời ơi, nói vậy nãy giờ tôi sợ tới hai lần rồi hả? Dạ. Tập hai hả? À, tôi là Dương Tử Bình, xin chào ông. Các bạn, cứ tự nhiên nhé. Để mình đi mời ba má mình. Xin phép các bạn nha. Hồng Mai. Dạ. Em đến lâu chưa? Nè, có gặp Tử Lăng không? Có. Nhưng mà em nói nghe nè, anh nên gặp chị ấy đi. À, xin giới thiệu với các bạn, đây là Hồng Mai, em gái của tôi. Ủa, nói vậy đây là em của anh hai hả anh hai? Các bạn, xin giới thiệu các bạn, đây là ba má của Bình. Xin chào các cháu. À,
mời các cháu lên lầu. Nãy giờ hai bác có lòng đợi các cháu lắm mà. Dạ, xin lỗi ba má. Hôm nay đường phố đông xe quá nên bọn con phải để ba má chờ. Các bạn, lên lầu đi. Chúng ta sẽ bắt đầu, vì thời gian là vàng ngọc đó. Đúng là lời phát biểu của một hoa khôi có khác. Chúng ta hoan hô đi các bạn. Hoan hô. Hoan hô ý kiến của hoa khôi. Hoan hô. Không không không, xin lỗi ông Hà. Tôi chỉ là hoa khôi của một trường học nhỏ bé thôi Hà. Nhưng mà với tôi cổ thuộc về hoa hậu có tầm vóc quốc tế. Dạ, dạ thưa ông bà có khách. À có khách à, được rồi để ra tôi. Ơ kìa, chú Hoàng, hân hạnh quá. Dạ không dám, chào anh chị. Xin phép chú nha, tôi giới thiệu với các cháu. Đây là chú Quý Văn Hoàng, bạn thân của gia đình hai bác. Còn đây là cháu Tử Bình và các bạn cùng lớp với cháu. Dạ riêng tôi, dạ thì ngoại lệ không phải là bạn học cùng lớp. Còn đây là cháu Hà, trưởng nam của ông Hà Mộc Nhân, giám đốc công ty vận tải đường biển. Rất hân hạnh được biết cậu, con của một nhà doanh nghiệp tên tuổi. Dạ, tầm vóc quốc tế nữa. Dạ. Và ngay cả bản thân cậu cũng toát ra một cái vẻ gì đó thuộc tầm vóc. Tôi không có từ gì để dùng cho nó chính xác bây giờ. Thôi ta cứ tạm gọi nó là từ quốc tế vậy. Cứ tạm gọi như vậy. Em tặng Asunan. Rất là quốc tế phải không các bạn? Đúng rồi. Đúng. Một ý kiến tuyệt vời, đúng là một phát minh đáng ghi nghi ngờ. Ông Hoàng xin lỗi, ghi nhớ. Thôi bây giờ tôi xin mời chú Hoàng và các cháu cùng với ông bạn mình có cái tầm vóc quốc tế nha. Tử Bình sẽ dẫn đường cho các bạn, mời. Hồng Mai, Tử Lăng đâu? Chị ấy ở trên phòng riêng của chị đó. Tử Lăng không dự tiệc à? Không. Tại sao vậy? Anh nên hỏi lại mình đi. Cứ kìa, Hồng Mai. Hồng Mai, kìa, Vú, Vú làm gì đó? Vú vẫn làm cái công việc như mỗi ngày thôi Tử Lăng à. Phải, hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, có phải vậy không Vú? Cái đó còn tùy theo hoàn cảnh, tâm trạng của mỗi người. Tâm trạng và hoàn cảnh của mỗi con người à? Với Vú thì sao? Bình thường thôi. Còn Tử Lăng? Con à, cũng bình thường như Vú vậy. Con mà cũng nói vui với Vú nữa sao? Vú, xin Vú hãy tha lỗi cho con. Xin Vú hãy tha lỗi cho con. Vú, ôi một câu nói ngọt ngào thân thương mà ngày xưa mỗi khi bé Tử Lăng lỡ làm điều chi lầm lỗi, nay cùng câu nói ấy mà sao vô nghe như cay đắng xót xa. Con thường nói với Vú, chị Tử Bình có tình thương yêu chiều chuộng của mẹ cha, còn Tử Lăng thì chỉ có tình thương yêu của Vú. Vậy Vú hãy hứa thương yêu con và đừng bao giờ bỏ con bơ vơ cô độc. Vú hãy hứa với Tử Lăng đi cho con được yên lòng. Để cho con yên tâm trong giấc ngủ, để rồi sau giấc ngủ dài con sẽ tìm lại được nguồn vui. Ngay từ lúc chào đời con đã chịu sự bạc đãi hẩm hiu, những mong với thời gian sẽ xóa bụi đi cái định kiến. Và lớn lên con được nhiều hạnh phúc để bù đắp lại thuở ấu thơ con đã chịu lắm phũ phàng. Nào ngờ đâu số phận cứ mãi đeo mang, bao nhiêu bất công cứ đổ lên đầu cô bé ngây thơ thơ dài. Có những đêm Vú thầm kêu trời, Vú hỏi sao ông
đấy đành để tôi kẻ đầu sân. Cảm ơn vú. Vú vẫn dành cho con tình thương yêu và chăm sóc như thuở nào. Tình thương của vú là nắng ấm đã sưởi ấm lòng con trong những khi chịu sự buốt giá của tình người. Vú, vú phải thương Tử Lăng hoài nghe vú. Tử Lăng. Chào anh. Chào em. Em có khỏe không? Cảm ơn anh, nhìn thấy đây, chưa chết. Kìa, vú, bộ vú định bỏ con gái cương của vú sao? Vú quên là con gái của vú đâu có vinh dự được mời dự tiệc. Đặc biệt hôm nay vú tự tay làm cho con gái một món mà con rất thích. Gà quay, ăn theo kiểu người da đỏ. Nguyên một con. Dạ, cảm ơn vú, cho con xin một phần thôi. Tử Lăng, em tàn nhẫn với anh chi vậy? Em tàn nhẫn. Tử Lăng, em... Lẽ ra kẻ nói câu nói này không phải là anh, bởi anh đang sung sướng và hãnh diện với địa vị mà anh đang có. Không bao giờ, phải nói rằng anh khổ tâm mới đúng Tử Lăng à. Thôi mà, cần gì ta phải nói với nhau như vậy. Anh không nghe thiên hạ họ nói về gia đình này à? Anh có biết là họ nói sao không? Anh có muốn nghe không? Mà anh cũng nên nghe đi để sau này không hối tiếc. Người ta bảo là gia đình của họ Dương bạc phước vô duyên, nên chẳng có con trai để nối dõi tông môn. Vì kém đức nên sinh toàn con gái. Cô chị thì đẹp đẽ dễ thương, lại thêm giỏi văn thông minh. Còn cô em thì tánh tình ngang ngược, vừa xấu xí lại vừa vô duyên. Cô ta tượng trưng cho ta đúng là một con thiên nga tuyệt sắc, bị nhốt chung với một con vịt bầu. Miệng lưỡi thế gian người ta ác độc vô cùng, họ bình phẩm mà chẳng có trách nhiệm gì. Hỡi đâu mà em để lòng hờn giận người ta? Chẳng hơi sức đâu mà hờn giận người đời, nhưng sự thật thì lại đúng như lời, nên phải tự biết mình thú phận mà an thân. Tử Lăng, em không nên mang mặc cảm đó rồi tự cô lập mình. Tôi tự cô lập tôi, hay là mọi người cô lập tôi? Kể cả anh cũng là một người trong số đó, anh biết không? Bao vinh quang tốt đẹp trong nhà này đều do người khác tạo ra, còn tất cả mọi tuổi hổ xấu xa là do tôi mang đến, anh có hiểu không? Tôi là đứa trẻ chào đời trong lúc chẳng một ai đợi mong. Mọi người đang nô nức đợi một đứa con trai để có thể nối dòng nối họ. Thế mà lúc ấy tôi lại ra đời trong sự rẻ khinh ghét bỏ, lại còn mang đến tai họa cho cả nhà. Vì tôi là đứa trẻ cuối cùng được sinh ra, và sau đó mẹ tôi không còn có thể giữ nuôi niềm hy vọng khác. Trời ơi, trời cáo ơi, sao ông độc ác, ông ban sự sống cho tôi làm chi? Khi tất cả những người thân không còn một ai đón đợi mong chờ, tôi đã hiện diện như chưa từng hiện diện bao giờ. Sao người khác lúc sinh ra thì gia đình làm ăn phát đạt, còn tôi khi chào đời cửa nhà lại gặp cảnh khó khăn. Có phải đó là lý do để mọi người ghét bỏ tôi không? Tôi đã thèm muốn biết bao khi nhìn người khác mặc những bộ đồ xinh đẹp. Ngày xưa khi còn bé, tôi chỉ mong được chạm tay vào những món đồ chơi khi mà người ta đã ném bỏ dư thừa. Tử Lăng ơi, những kỷ niệm thời thơ ống đó không bao giờ có thể xóa trong anh. Em đừng tưởng rằng những hào quang rực sáng của ngày nay có thể làm cho anh quên đi bóng hình của người em gái nhỏ. Còn chi đâu mà ai xót thương, ngày xưa đó với bao niềm mơ ước. Lời yêu thương đã trao ngày xưa, tình yêu vẫn sáng như vầng trăng. Xin hãy để bình yên cho cuộc đời người xấu số, mặc cho chiếc thuyền nan phải hứng chịu ba đào. Quên đi anh,
như em đã từng cố quên để sống. Vì ngày nay cuộc đời đã đến chỗ rẽ chia. Đường anh trai gấm theo qua, đường em sỏi đá gặp gần gai trong. Tình đôi ta mãi sáng trong, ngày ngày qua vẫn luôn mặn nồng êm ái. Giờ anh đã cách xa tình xưa, còn chỉ để vẫn vương sầu thương. Tử Lăng ơi, chúng ta đã qua thời thơ âu âm em như sợi dây vô hình buộc chặt cuộc đời hai đứa. Thì dù ngày nay hoàn cảnh có khó khăn vì nẻo đời chia đôi ngả, nhưng cũng không vì vậy mà sự cách ngăn kia có thể làm phai nhạt thương nhớ đôi lòng. Trải qua bao mùa nắng hạ bao giông, nhưng ngày nay hiện tại đã cách nhau. Hỏi cánh bướm ngày xưa ơi, chưa có liên lưu chi mảnh vườn năm cũ. Bởi ngày nay dẫu đổ tường xiêu, nổ tầm xuống xưa cũng heo rú lâu rồi. Anh Sĩ Liên, một lần nữa Tử Lăng khuyên anh, nếu có thương em để cho em được bình yên trong cuộc sống khốn khổ này. Tử Lăng ơi, bao nhiêu bất hạnh đã đổ xuống đời em, là bấy nhiêu tình thương anh đã bù đắp lại. Anh xin được làm nắng ấm xua đuổi mùa đông lạnh lùng đáng phủ trùm cuộc đời của em. Đừng, đừng phí bỏ cả tương lai mình. Hỡi anh Sĩ Liên ơi, tất cả vinh quang đang dậy tay mời gọi. Em không muốn mang đến cho anh điều bất hạnh. Hãy quên đi những kỷ niệm ngày nào và trở về với thực tại đẹp tươi. Không, không có sự đẹp tươi nào có thể bù đắp khi mà đời anh đã mất đi hẳn Tử Lăng rồi. Em là hơi thở niềm vui, là tất cả mộng mơ của anh trong cuộc sống. Đừng, em đừng để anh mất đi phương hướng, lạc lõng giữa biển đời. Khi đã mất rồi ánh sáng ngọn hải đăng. Sĩ Liêm, anh nói quá rồi đó. Em nào phải là ngọn hải đăng để soi rọi đời của anh đâu. Em chỉ là con đốm đốm lạc loài trong đêm giông bão. Đừng làm khổ anh và tự làm khổ mình nữa Tử Lăng à. Tôi làm khổ anh là em nên hiểu cho anh, vì Tử Bình cùng lớp với anh nên anh mượn cớ ấy đến gia đình này cho quang minh chính đại. Còn anh đến đây là vì em Tử Lăng à. Như vậy là anh mượn chị Tử Bình làm chiếc cầu để bắt qua em à? Điều ấy lại càng thêm tội lỗi. Một khi chị Tử Bình và mọi người trong gia đình này hiểu ra, thì họ sẽ nghĩ sao về em, về anh? Hay họ sẽ cho rằng em là người ăn cắp tình cảm của chị mình? Còn anh sẽ được xem là kẻ toan bứng qua cả cụm, anh hiểu không? Anh nào có ý nghĩ ấy đâu. Điều ấy anh biết, không ai hiểu cho anh đâu, kể cả em nữa. Từ lâu rồi, mọi người trong nhà này, bạn bè anh và ngay cả em nữa, đều nghĩ rằng anh là của chị Tử Bình và chị Tử Bình là của anh. Và việc anh gắn bó với gia đình này đã nói lên điều đó. Anh sẽ nói thẳng điều này với Tử Bình. Anh sẽ nói gì? Anh sẽ nói thẳng với Tử Bình là anh không yêu cô ấy. Vậy chứ chị ấy có nói yêu anh đâu mà anh nói điều đó. Thế thì có gì mọi người sẽ kết tội anh và em chứ. Nhưng anh không cấm được chị ấy và mọi người nghĩ rằng anh đã yêu chị ấy. Mỗi lần đi học, anh đều đến rước và đưa chị ấy. Đi đâu cũng có nhau, tất cả bạn bè anh ai cũng thấy điều đó. Và mọi người còn báo nhau, họ thật xứng lứa vừa đôi. Họ chỉ chờ ngày anh cho được uống rượu mừng. Nhưng anh chẳng hề tỏ yêu thương hay thấu lộ tình yêu.
chuyện đó thì làm sao ai biết được việc tình cảm hai người. Nhưng họ chỉ thấy anh một bước cũng không xa, nhiều bạn bè anh còn tỏ ra bực bội khi thấy anh chinh phục được quá vui. Đối với Tử Bình anh là bạn không hơn, anh chẳng có gì ràng buộc với cô ta. Họ làm sao biết được khi thấy anh luôn bên người đẹp, đôi lúc họ còn tỏ ý hờn ghen anh không một lời biện bạch thì làm sao trách người ta được. Anh thật không ngờ chuyện đến nước này, mọi việc của anh và Tử Bình hoàn toàn trong sáng. Anh Sĩ Liêm ơi, anh đâu rồi? Thôi hãy trở về với thực tại đi. Xin phép tôi xuống bếp kiếm cái gì ăn, kẻo mình sẽ xỉu bây giờ. Tử Lăng ai kìa, anh làm gì mà ngồi đây một mình vậy? Mọi người hỏi anh trên ấy, nào lên nhảy với em đi. Xin lỗi Tử Bình, anh không được khỏe. Kìa anh sao vậy, có cần gọi bác sĩ không? Em gọi bác sĩ cho anh nghe. À không không, cảm ơn Tử Bình, anh chỉ nhức đầu chút thôi, không có gì đâu. Anh hôm nay sao ấy, hình như anh... Thì anh đã bảo là anh không được khỏe mà. Sao em gọi bác sĩ anh lại không chịu? Tử Bình, anh muốn sau bữa tiệc này anh sẽ nói với một việc vô cùng hệ trọng. Em biết việc anh muốn nói rồi. Có thể không đúng đâu Tử Bình à. Em chắc là mình đoán đúng. Sĩ Liêm mà, trong tình cảm có những điều mà ta đâu cần chờ phải nói ra thì mình mới hiểu. Đôi khi ngôn từ cũng khó mà diễn tả. Lắm lúc chúng ta cảm thấy mình vụng về dốt nát, không làm sao bày tỏ được nỗi lòng, lời lẽ chỉ làm mình thêm bối rối. Chuyện đời có lắm khi thiên hạ lại vô tình, phán đoán chuyện của người một cách hời hợt vô tâm, làm cho người trong cuộc khổ đau. Nhưng riêng em thì chẳng vô tình trước sự ân cần chăm sóc của anh. Tử Bình, anh muốn bọn mình xin lỗi với bạn bè, và anh xin phép bác Dương, chúng ta tìm chỗ thuận tiện để chuyện trò. Tại sao anh có vẻ nôn nóng vậy? Không thể chờ hôm khác được sao? Chuyện gì mà gấp đến nỗi phải nói cho em nghe liền? Lòng anh đã quyết, mong em chớ chối từ. Nào, hứa nhé. Thì em hứa, chứ em có từ chối với anh lần nào chưa? Ô kìa, thôi hai bạn ơi, để lúc khác đi, mời bạn bè đến đây, rồi hai người trốn xuống đây tâm sự à. Xin lỗi các bạn, mình bị nhức đầu nên xuống đây ngồi nghỉ một chút. Bây giờ thì đỡ rồi. Nào, chúng ta hãy trở lên tiếp tục vui. Nào, mời các bạn, mời. Tử Bình, sao lúc nãy mình mời Tử Bình nhảy, Bình lại từ chối vậy? Bình có biết là làm vậy là mình xấu hổ lắm không? Xin lỗi anh, Bình muốn nhảy với anh Sử Liêm trước, rồi sau đó Bình sẽ lần lượt nhảy với các bạn. Và lại, lúc nãy Bình cũng đã giới thiệu một người bạn cùng nhảy với anh rồi còn gì. Giới thiệu à? Việc đó có thể Tự Hà Mộc Nhĩ này cũng có làm được vậy. Đâu dám phiền tới Tử Bình, sao Bình lại vô tâm với mình như vậy chứ? Bình biết làm sao hơn. Khi mà Bình chỉ có một trái tim thì làm sao đáp lại sự quý yêu của hai hoặc ba người được? Và trái tim đó giờ đây đã có chủ phải không? Nói đi. Anh có thể hiểu như vậy cũng được. Trời ơi Sĩ Liêm ơi, sao mà bạn diễm bút quá à, Sĩ Liêm. Tử Bình, em có biết rằng ngày mà em bước lên xe hoa cũng là ngày em dẫm lên biết bao xác trái tim son. Họ đã cô mang sự thương nhớ lâu rồi, họ đã từng ước mơ được trái cuộc đời dưới chân em. Ôi một đóa hoa xuân mà sao có lắm cánh bướm suy tình, cuộc chạy đua chưa bắt đầu mà có lắm người đã thua. Bình xin cảm ơn những tấm chân tình mà các anh đã dành, nhiều ai cho em, nhưng chuyện của con tim
mình cũng rất buồn đau. Trong cuộc chạy đua khi đã kết thúc rồi thì phải có một người sẽ chiếm dòng nguyệt quế. Chỉ tưởng những tâm hồn tan nát rơi lạ tả giữa đường đua. Nếu biết trước đã thua thì mình giữ cuộc làm chi. Kìa Tử Lăng à, xin giới thiệu với anh, đây là Tử Lăng, em của Bình. Một con vịt bầu với một con thiên nga thì đúng hơn. Cô Tử Lăng nói đúng. Đã biết trước là mình không có khả năng chiến thắng thì nên rút lui trước để bảo toàn sĩ diện. Hoan nghênh một kẻ thức thời tự biết sức mình và đối thủ. Cảm ơn Tử Lăng với những lời khuyên tốt đẹp. À, coi chừng nó cắt đứt tim của anh đấy. Tử Lăng, em ăn nói gì vậy à? Có sao đâu, giọng của em không ai ưa được. Ủa, còn có người nào ưa tôi sao? Em ăn cái gì vậy hả? Thức ăn dành cho vịt. Vậy thì xuống nhà bếp mà ăn. Đã là vịt chỗ nào ăn chẳng được, miễn là nó không làm phiền gì đến các cô thiên nga xinh đẹp mà thôi. Mời cô. Thật đúng lúc, thật đúng. Xin cảm ơn. Xin trả lại. Xin phép được tặng luôn cô đó. Lâu rồi tôi chẳng được ai tặng cho cái gì cả, dầu là một ly rượu. Xin cảm ơn ông. Yêu nhau cho nhau nụ cười. Cô không hỏi tôi là ai sao? Hả? Để làm gì? Để gọi nhau chẳng hạn. Thì tôi đã không gọi ông là gì. Nhưng cô chưa biết tôi là ai mà. Điều ấy không cần đối với tôi. Sao vậy? Rất đơn giản, vì ông có là ai đi nữa thì cũng vậy thôi. Cô có một cá tính thật hay. Hay? Sao cô lại cười? Vì tôi thích. Cô thích điều gì? Lời khen của ông chẳng hạn. À kìa, chú Hoàng, làm gì ở đây? Không khí của bọn trẻ không thích hợp với chú à? Không đâu anh, tôi muốn xuống đây ngồi nghỉ một lát. Tử Lăng à, con có chào chú Hoàng chưa? Dạ thưa ba, con chào rồi ba. Nó là em của Tử Bình đó chú. Vậy tôi cũng vừa hân hạnh được biết. Anh chị thật tốt phước, có được hai người con. Một thiên nga và một con vịt bầu. Ai là vịt bầu? Đấy. Không đâu, cô là thiên nga mới đúng chứ. Xin lỗi, tôi không quen nghe lời nịnh đạm như vậy đâu. Kìa Tử Lăng con, con nói với chú Hoàng vậy à? Không có gì đâu anh, tuổi trẻ mà. Ngồi đây chú. Cảm ơn anh. Lâu nay làm ăn ở đâu mà không thấy về vậy? Tôi ở Đà Lạt anh à. Tôi vừa mới hùng với bạn bè xây thêm một dưỡng đường ở đó. À còn mấy cơ sở ở đây? Tôi vẫn đi đi về về để coi sóc thôi. Từ ngày thiếp mất rồi, tôi thấy chú làm việc nhiều hơn trước thì phải. Để quên thôi anh à. Một mình không vợ con, chú làm nhiều chi vậy? Dành bớt thời gian để tạo dựng gia đình đi chứ. Kẻo già mất thôi. Lo gì anh. Từ ngày vợ tôi mất, chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc ấy. Nhưng tôi cũng phải nghĩ thôi. Phải nghĩ là đúng rồi. Tôi tán thành ý. Nhưng không biết anh có thật sự ủng hộ với tôi không? Ủng hộ hai tay. Cảm ơn anh. À, có chuyện gì mà hai người có vẻ tâm đầu với nhau vậy? Không có gì mà chúng tôi dám giấu chị đâu. Vì cần có sự ủng hộ của chị nữa mà. Nhưng mà việc gì? Thưa chị,
Như chị đã biết đó, nhà tôi mất đến nay hơn 6 năm rồi. Mãi lo làm ăn mà tôi quên bẵng đi là mình cần phải tìm kiếm một người bạn trăm năm. Kéo tuổi đời ngày thêm chồng chất, mà mình thì chưa có một mái ấm. Để lúc vui buồn ấm lạnh sớ kia, anh vừa gợi ý với tôi là nên lập gia đình. Tôi thấy đề ấy cũng đúng thôi, tôi xin tán thành ý kiến của nhà tôi. Cảm ơn anh chị đã nhiệt tình ủng hộ, rồi có lẽ sẽ nhờ anh chị làm mối mai. Nhưng mà đối tượng của chú là người nào, vợ chồng tôi có được quen biết hay không? Hiện giờ thì tôi chưa thể trả lời, người mà tôi chọn là ai? Chắc chú ấy chưa gặp tiếng sét ái tình. Thôi thì mình cũng không ép làm gì. À, vợ chồng tôi lúc nào cũng mong được góp một phần nhỏ để chú tìm hạnh phúc. Xin thành thật cảm ơn chân tình của anh chị. Dạ, thưa hai bác, xin phép hai bác cho con đưa em Tử Bình ra ngoài, có một chút việc quan trọng. Ủa, có việc gì mà gấp vậy con? Dạ thưa má, anh Sĩ Liêm muốn bàn với con một việc quan trọng má à. Để lúc khác không được sao Sĩ Liêm? Bây giờ gần 9 giờ rồi. 9 giờ đối với thành phố này thì có gì khuya đâu chị. Việc của bọn trẻ nó muốn thì 12 giờ đêm nó cũng đi, chứ nói chi là 9 giờ. Nhưng còn bạn bè của nó thì sao? Thưa má, tụi con có xin lỗi các bạn rồi. Và lại tụi con đi chỉ khoảng 1 giờ thôi má à. Thôi để chúng nó đi đi. Sĩ Liêm à, dạ. Chìa khóa xe đây nè cháu. Cảm ơn bác. Thưa hai bác, tụi con đi. Chào chú Hoàng. Về sớm nghe con. Vâng, tụi con sẽ về sớm à. Xin phép ba má. Chào chú Hoàng con đi. Thiệt, bọn trẻ này không hiểu nổi nó mà. Thì cũng giống như tôi với bà hồi đó vậy chứ có khác gì đâu. Bây giờ cái thổi ấy đã qua rồi, ta nên thông cảm cho chúng nó. Ông thì luôn luôn chiều bọn nó, đôi khi không phải lúc. Vậy cho nó muốn là làm sao, bà cản được không? Nó không đi bây giờ thì ngày mai, ngày mai nó không đi thì ngày mốt nó cũng đi. Rột lại chỉ mang tiếng là khe khắc mà thôi. À thôi chúng ta trở lên lầu đi chú. Nào mời chị. À các ông lên trước nha. Tôi phải xuống bếp xem các món ăn tối bãi đã lo đến đâu rồi. Tử Lan, giờ này còn đi đâu nữa vậy? Dạ con định ra ngoài một chút mà. Biết mấy giờ rồi không? Dạ nếu đồng hồ không hư thì chắc mới hơn 9 giờ hà. Đã hơn 9 giờ rồi mà còn đi đâu? Vậy cho con Tử Bình nó vẫn đi được đó sao? Con Tử Bình đi có thằng Sĩ Liêm đưa, còn nó là con gái lại đi một mình. Nếu anh chị cho phép, tôi xin tình nguyện làm tài xế đưa cô Tử Lan đi vậy. Dạ cảm ơn chú. Thôi thôi thôi, không nên làm phiền chú Hoàng như vậy. Con nào dám làm phiền ai đâu má. Chú ấy tình nguyện mà, phải không chú? Vâng, thưa anh chị, tôi tình nguyện. Nếu anh chị tin tôi thì tôi xin được làm cái hộ tống đưa Tử Lan đi và về đến nhà. À chú Hoàng, nếu chú muốn à tôi không cản Tử Lan đâu. Cảm ơn anh chị. Mời cô Tử Lan. Bây giờ ta đi chứ Tử Lan. Đi đâu? Thế không phải Tử Lan vừa có ý muốn ra đi đó sao? Phải. Nhưng bây giờ thì đã khác rồi. Sao cô thay đổi ý kiến nhanh vậy? Chú Hoàng, trong đời chú có bao giờ gặp một việc quan trọng có ảnh hưởng đến cả một đời người? Vậy mà bây giờ ta phải quyết định trong một giây không? Và cô đang chuẩn bị cho một đổi thay trong tình cảm. Phải. Trước đây ít phút tôi cảm thấy bực bội và muốn làm một cái gì đó đơn giản như rời khỏi căn nhà này chẳng hạn, để thỏa mãn cái tánh tự ái trong lòng cô chứ gì. Không biết có phải như vậy không, nhưng tôi muốn lang thang một mình trong bóng đêm đêm để chờ nghe gió lạnh về lén nhẹ vào tim để xoa dịu cõi lòng đang rừng rực lửa yêu thương. Tôi muốn nhìn mặt sông đêm xem nó có phẳng lặng yên bình hay cuồn cuộn sóng trào dâng. Tôi biết cô đang mang niềm
quốc hận mà cô che giấu trong lòng. Tôi xin vô chớ cô giữ vào, kẻo làm phiền lòng nhau. Tử Lăng ơi, đường đời cô mới chập chững bước đi nên một viên sỏi con cũng làm cho bước chân cô chừng lại. Tôi muốn cô ngẩng cao đầu bước tới, dù cho trước mắt cô có muôn ngàn vách núi như trường thành vạn lý đang càng bước chân mình. Hãy bước đi dù là những bước gặp gần, rồi đường đi sẽ có lúc hết trong gai cạn, lối phố lại sẽ vững vàng trước cuộc sống tương lai. Ngày người bạn đời tôi nhắm mắt xuôi tay, tôi ngỡ đâu mình không gượng dậy được như những đứa trẻ ngày nay. Của những bước đi vững chắc, ai có biết đâu thuở thơ đã lắm phen vất vả với những bước đi đầu. Đời cô còn dài, tuổi cô còn trẻ, những chuyện bây giờ rồi sẽ trở thành kỷ niệm ngày sau. Cô hãy đứng thẳng lên để chứng tỏ mình tồn tại, đừng để dòng đời vùi dập cuộc đời cô. Kinh nghiệm hay vốn sống của chú vậy? Phải có cả nghị lực và sự phấn đấu nữa Tử Lăng à. Xin cảm ơn chú với những lời khuyên quý giá. Tử Lăng sẽ tự khẳng định mình. Dạ, dạ thưa ông bà có khách. Khách nào mà tới giờ này vậy kìa? Dạ, xin chào ông bà. Xin lỗi làm phiền ông bà vào giờ này, nhưng có việc cần gấp, mong ông bà thứ lỗi. Dạ, không có chi, dạ mời ông ngồi. Dạ, cảm ơn ông. Trong quý vị ai là Dương Kiệt Hoa? Dạ, thưa tôi. Thưa ông bà, xin báo với ông bà là đứa con gái cưng của ông bà vừa xảy ra tai nạn đụng xe. Trời ơi, con tôi. Trời ơi, ba, ba. Tư Bình, Sĩ Liên, Tư Bình. Trời ơi. Dạ, xin ông bà hãy bình tĩnh. Mời ông bà đến phòng cấp cứu của bệnh viện trung tâm. Xin phép chào ông bà. Dạ, chào ông. Dạ, cảm ơn đã làm phiền ông. Chú Hoàng à, tôi sẽ đưa anh chị đến phòng cấp cứu và sau đó đưa hai cháu về dưỡng đường của tôi có lẽ tiện hơn. Vâng, nhờ chú. Tôi rối trí quá. Nào, chúng ta đi thôi. Xin lỗi Tử Lăng nha. Con ơi. Trời ơi, tại sao lại như vậy? Tại sao? Tại sao? Kìa, Hồng Mai, đã khỏe chưa em? Cháu Mai, Tử Bình nó có khỏe không cháu? Tình trạng của nó ra sao rồi? Dạ thưa bác, chị Tử Bình còn trong phòng hồi sức, chị vẫn trong tình trạng hôn mê bác à. Trời ơi, con của tôi. Tử Bình ơi, sao con lại khổ như vậy? Dạ, xin bác hãy yên tâm, tình trạng chị Tử Bình không nguy hiểm đến tính mạng đâu bác. Bác sĩ đã cho chụp hình tổng quát, ngoài cái chân ra không có nơi nào trong người bị thương cả đâu bác. Còn anh Sĩ Liêm? Anh Sĩ Liêm thì bị chấn thương khi xe va chạm mạnh, đầu chỉ bị một vết thương nhẹ thôi, ngoài ra không có gì nguy hiểm cả, chị hãy an tâm đi. Hồng Mai, bao giờ anh Sĩ Liêm tỉnh lại em cho chị vào gặp anh ấy một chút nghe em, cần thiết lắm. Vâng, bây giờ anh ấy đang chuyền nước biển, sau giấc ngủ dài em sẽ cho chị vào gặp anh ấy. Dạ bây giờ xin phép bác và Tử Lăng ngồi chơi, Mai phải đi lo phận sự của mình. Vâng, cảm ơn Hồng Mai. Ông ơi, sao rồi ông? Con Tử Bình nó ra sao rồi? Tôi lo cho nó quá ông ơi. Bà bình tĩnh đi, dầu sao thì việc cũng đã lỡ rồi. Hơn nữa chú Hoàng cùng các bác sĩ ở đây tận tình cứu chữa, chuyện không đến nỗi nào đâu. Thưa chị, cũng may là chiếc xe tải chỉ đâm nhẹ vào bên phải và thắng lại kịp thời, nên không đến nỗi nguy hại đến tính mạng. Vì cậu Sĩ Liêm lúc ấy suy nghĩ chuyện gì vượt đèn đỏ mà lại không hay. Chú Hoàng, vết thương của chị Tử Bình có nguy hiểm gì lắm không chú? Và sau đó có để lại một cái dị tật nào không vậy chú?
Điều này chúng ta phải chờ bác sĩ giám định kỹ lại rồi mới có thể xác định được. Còn bây giờ tôi có thể trả lời cho Tử Lăng an tâm là không ảnh hưởng gì đến tính mạng đâu. Nhưng với người con gái nhan sắc còn quý hơn cả tính mạng. Sao chú à? Rồi bao giờ mới biết được kết quả hả chú? Tôi đã dặn bác sĩ giám định kỹ rồi, khi nào có kết quả sẽ báo liền cho chúng ta hay. Dạ thưa bác sĩ, phòng giám định cho mời ông. Được, tôi sẽ đến ngay. Xin phép anh chị về Tử Lăng, tôi sẽ trở lại ngay. Tôi đã bảo rồi mà ông có chịu nghe tôi đâu. Để bây giờ ông làm sao đó thì làm, tội nghiệp cho con tôi. Rồi bây giờ không phải lúc để đổ trách nhiệm cho nhau. Ông cũng là số mạng tất cả thôi bà. Phải, tất cả là số mạng. Số mạng lại có thể đúng lúc như vậy sao? Trời ơi. Kìa chú Hoàng, bệnh trạng của Tử Bình ra sao rồi hả chú? Kết quả giám định ra sao? Các xương chân trái đã chặt nát. Không có cách nào làm cho nó bình thường lại sao chú? Các bác sĩ đã nghiên cứu thật kỹ để tìm cách cứu chữa, tránh đi tình trạng xấu nhất. Nhưng đành thôi. Đành là sao hả chú? Phải cưa chân để cứu Tử Bình anh chị ạ. Trời ơi, không, không thể nào như vậy được. Không. Chú Hoàng là đàn ông nên các ông không thể nào cảm nhận được có sự thương nhớ chất chiêu của 9 tháng cưu mang và 3 năm bồng âm. Chỉ có ai đã mang thiên chức của người mẹ mới thấu hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng nó sâu xa hơn biển rộng sông dài. Giọt máu cứu mang người mẹ đến an tính ngày, mong cho con sớm đến ngày chào đời góp mặt, dù có mấy bát vàng cũng không đánh đổi được niềm vui. Rồi tháng ngày mong cho con lớn con khôn mà quên cả thời gian gặm mòn tuổi xuân của mẹ. Con biết ăn mẹ buồn không ngon giấc gì kể, từ đây con là niềm vui là hơi thở của mẹ rồi. Thưa ông, cô Tử Bình đã tỉnh và cô muốn gặp các người thân. Được rồi, cô hãy đưa gia đình về gặp cô ấy. À chú Hoàng à, việc này theo tôi để bàn qua với Tử Bình xem sao. Cái đó tùy anh chị, nhưng tìm cách nào để cho cô ấy bớt xúc động mạnh nhé. À dạ, tôi xin nghe lời chú. Xin mời hai bác. Tử Lăng, cô không đến thăm Tử Bình à? Sự việc đã như vậy rồi, tôi tìm cách nào để cứu vãn, chứ còn sự thăm viếng có ích lợi gì đâu hả chú? Xin thành thật chia buồn với Tử Lăng. Không hẳn thế. Theo tôi, cô đang chuẩn bị một quyết định khác còn buồn hơn. Hả? Chú muốn nói? Sĩ Liêm đã khỏe nhiều rồi, cô có thể vào thăm anh ấy và chúc cô tìm ra một giải quyết tốt đẹp. Tử Lăng hiểu. Cảm ơn chú. Xin mời Tử Lăng. Một lần nữa Tử Lăng lại mang thêm cái ơn của chú. Đừng nghĩ đó là ân nghĩa. Tôi còn mong được giúp Tử Lăng nhiều hơn nữa. Cô Mai ơi. Dạ, có tôi đây thưa ông. Cô Mai à, nếu không nhờ buổi tiệc hôm qua ở nhà Tử Bình thì chắc tôi vẫn chưa biết Sĩ Liêm là anh ruột của cô. Điều ấy có gì quan trọng đâu thưa ông chủ. Tôi luôn bận việc ở xa nên mọi việc ở dưỡng đường này tôi ít khi được trực tiếp điều khiển. Cô đã vào làm dưỡng đường này lâu chưa? Dạ thưa ông chủ, hơn một năm rồi. Vì nhà nghèo nên không thể nào cùng một lúc hai anh em tôi đi học được. Gia đình cô? Dạ thưa, tôi chỉ sống với mẹ già và anh Sĩ Liêm. Tôi chưa có gia đình.
Được rồi, tôi sẽ nói lại với bác sĩ Hậu, từ nay sẽ dành cho cô mọi đặc ân cá biệt. Cảm ơn ông chủ, mai không dám làm phiền ông chủ đâu. Không có chi là phiền hà đâu. Việc làm của tôi mong được chia sẻ bớt một phần nào gánh nặng của gia đình cô mà thôi. Mong cô đừng cố chấp. Xin chân thành cảm ơn ông chủ. Đừng, đừng gọi tôi như vậy. Hãy gọi tôi như Tử Lăng và Tử Bình, nếu Hồng Mai thấy không bất tiện. Nào có gì đâu, xin cảm ơn ông. Dạ, dạ chú Hoàng. À, cô Mai nè. Dạ. Xin phép cô cho tôi hỏi điều này có vẻ không phải lắm, nhưng nếu được cô xem như người thân thì tôi mới dám à. Chẳng có gì đâu chú. Dạ thưa chú, nếu điều gì mà Hồng Mai có thể trả lời được. Theo tôi đoán biết thì Sĩ Liêm và Tử Lăng hai người đã yêu nhau lắm. Họ có một quá khứ đau buồn đầy mộng đẹp phải không? Vâng, điều đó ngày xưa thì đúng. Còn ngày nay thì... Còn ngày nay họ hết yêu nhau rồi sao? Không, không phải như vậy. Vì hoàn cảnh mà làm cho anh Sĩ Liêm và Tử Lăng ngày một cách xa, không thể gần nhau được. Vì anh Sĩ Liêm không cùng học với Tử Lăng mà lại cùng lớp với chị Tử Bình, nên mọi quan hệ với nhau vô tình làm cho hai người gần lại. Đó là sinh hoạt bên ngoài, thế còn tình cảm của trái tim có làm cho họ cách xa không? Theo chỗ mà Hồng Mai biết được là anh Sĩ Liêm anh vẫn còn yêu mến Tử Lăng chứ không có hướng về chị Tử Bình. Nhưng mọi người cứ thấy họ kề cận bên nhau, ai cũng nghĩ là họ sắp đến duyên chồng vợ. Rắc rối là tai họa đã xảy ra rồi, đây ai sẽ chịu hậu quả này khi Tử Bình không còn như xưa? Đó mới là bi kịch, nào có ai hiểu cho Sĩ Liêm đâu. Theo Mai thì mỗi cá nhân đều có một số mệnh riêng của tạo hóa đã dành cho. Mai cũng tin vào số mệnh nữa à? Khi con người không tìm ra giải đáp cho một việc gì đó thì thường đổ thừa cho số mạng, vì họ cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Xin cảm ơn Hồng Mai vì chuyện vừa rồi. Tử Lăng đã vào thăm anh Sĩ Liêm, Hồng Mai hãy giữ yên đừng để ai quấy rầy họ nhé. Vâng, Mai sẽ làm phận sự mình. Nhìn rõ em hơn. Tử Lăng, sao em hốc hác vậy? Đêm qua em không ngủ phải không? Tội nghiệp, anh luôn làm khổ em. Bây giờ không phải lúc ta nói chuyện đó nữa. Mỗi người đều có một số phận mà ta phải can đảm đón nhận nó. Dẫu có làm cho lòng ta đau đớn, nhưng ta phải can đảm và đón nhận nó, không được trốn chạy Sĩ Liêm mà. Ta phải đón nhận nó à? Phải, anh phải đón nhận nó. Anh
anh phải đón nhận số phận cũng như em đã từng đón nhận số phận của em. Và còn nữa, cho đến ngày ta nhắm mắt, Sĩ Liêm, anh có biết rằng anh là tất cả với em, anh là hơi thở, là cuộc sống của em, anh biết không? Tự Lăng. Nhưng đã đến lúc ta phải đón nhận số phận của mình rồi, Sĩ Liêm mà. Số phận gì? Anh đã nói gì với chị Tử Bình chưa? Chưa, nhưng rồi anh sẽ nói, lúc ấy chưa có dịp. Vĩnh viễn, anh sẽ không còn dịp gì để nói. Muộn mất rồi. Sao lại muộn? Anh sẽ nói với Tử Bình khi nàng đã bình phục. Không, không bao giờ. Em cấm anh nghe rõ chưa? Em cấm anh. Sao em lại cấm anh? Tử Lăng, em làm anh điên mất. Em làm cho anh điên lên mất rồi, em biết không? Nếu điên mà mang lại sự im vui cho những người thân, thì em sẽ sẵn sàng điên lên đây, Sĩ Liêm mà. Sĩ Liêm ơi, anh phải hiểu là những lời em sắp nói ra đây mặn ân tình, làm tê buốt bờ môi. Tử Lăng ơi, dù núi mòn sông cạn cũng không làm anh tay già đổi lòng. Dù cho bao nghịch cảnh có ngăn đi đường, anh vẫn một lòng yêu em. Sĩ Liêm ơi, núi đã không mòn, sóng kia cũng không bao giờ cạn, nghịch cảnh cũng không sao đủ sức ngăn đường cản lui. Nhưng còn trách nhiệm với người thân, nên bắt buộc ta phải quên đi lời ước hẹn của năm trùng. Nhưng chúng ta không thể nào vượt được, chỉ để sống cho riêng mình mà bỏ mặc những người thân. Sự đời của những việc đã qua đi vĩnh viễn không bao giờ còn trở lại. Anh đã tạo ra thì hậu quả mình phải gánh chịu. Anh phải nói yêu ai mặc dù lòng anh không muốn. Anh phải đóng vai người chồng yêu thương vợ, vì chính đó là bi kịch của số phận mình. Anh sẽ làm tất cả điều gì để chuộc lại hậu quả do anh đã gây ra. Nhưng xa em thì... Người tình hỡi cho nên buông thương làm gì, và đừng nên trách ai. Lời thề ấy có thấu cho tôi, tình yêu ơi lắm chi những điều cay đắng. Đừng nên quá cô đau vì yêu, người ơi hãy thấu cho lòng anh. Chúng ta có thể hạnh phúc chẳng khi nhìn thấy chị Tứ Bình, vì anh mà phí bỏ một đời. Tai họa này anh đã gây ra thì anh phải vui lòng đón nhận. Em cũng sẽ vui để giúp anh thêm nghị lực đón nhận số phận mà tao quá đã dành tặng cho ta. Tử Bình vẫn còn là một cô gái đẹp, thì còn biết bao nhiêu người đeo đuổi. Khi bình phục rồi, anh sẽ nói tất cả để mong Tử Bình.
Trời ơi, như thế này là sao hả Tử Lăng? Cái chân của Tử Bình vĩnh viễn không còn nữa. Trời ơi, đúng là tôi đã gây ra tai họa cho Tử Bình rồi. Cho anh và cả cho em nữa. Trời ơi, trời ơi, hãy để cho tôi chết đi. Sĩ Liên, tôi không cần ai cứu sống tôi nữa. Sĩ Liên, cứu sống tôi để làm gì? Sĩ Liên, tôi muốn chết, tôi muốn chết. Sĩ Liên, bình tĩnh lại đi anh. Anh định muốn chết để trốn tránh trách nhiệm mà mình đã gây ra. Anh thử nghĩ Hoa Khôi Tử Bình sẽ ra sao khi còn có một chân. Nỗi khổ đó phải to lớn hơn nỗi khổ của chúng ta nhiều chứ Sĩ Liêm. Anh hãy bình tĩnh lại đi anh. Trời ơi, tôi phải làm sao đây? Tử Lăng ơi, anh phải làm sao? Anh phải làm gì bây giờ? Sĩ Liêm, nếu lòng anh vẫn còn nghĩ tới em thì đây, xin anh hãy nhận một lại này. Tử Lăng, mong anh hãy nghĩ trước tình và những lời nói chân thành xuất phát từ trái tim em. Nếu Sĩ Liêm còn thương em thì hãy ngỏ lời cầu hôn với chị Tử Bình. Không, em sẽ suốt đời hàm ơn anh. Tử Lăng, hãy hứa với em đi, cho lòng em được thanh thản nhẹ nhàng. Tử Lăng ơi, anh nỡ nào gieo khổ sầu cho em. Không, em vô cùng mãn nguyện khi thấy anh biết sống cho mọi người. Vì số phận đã định rồi, ta không thể nào tránh được đâu. Hứa với em, hứa với em đi Sĩ Liêm. Không, không, anh yêu em mà, anh yêu em mà Tử Lăng. Chuyện đã đến nỗi này rồi, anh không cưới Tử Bình thì em sẽ căm thù anh suốt kiếp. Tử Lăng, Tử Lăng ơi, anh sẽ nghe lời em đây. Anh sẽ nghe lời em, anh nghe lời em. Sĩ Liêm, anh hứa với em, anh hứa với em. Hay là anh đang tự bóp chết tim của mình. Sĩ Liêm, khóc nữa đi, hãy khóc nữa đi em, cho vơi bớt niềm đau đang làm cho lòng ta buốt giá. Một lần này thôi, từ giờ đành chia xa, hai nẻo đi hương đời không thấy nhau. Còn đâu giấc mơ ban đầu, tan theo xuôi lệ tuôn tràn trên mắt. Tội mình gây ra nên phải cam đành số phận đắng cay. Còn đâu ngày xa xưa, ta ai cố quên, cố nén đau buồn vì người thân. Đau xé lòng nhau ơi ơi cao xanh. Mong tháng lại dời bớt sầu, thôi hết rồi xa cách rồi. Em sẽ không quên giây phút này, cầu mong anh phước lành một đời hạnh phúc. Nghe trái tim sầu thâm lạnh bờ môi, anh
sẻ suốt đời mang ơn anh. Kìa cô Mai, chú Hoàng đâu rồi cô Mai? Thưa bác, ông chủ ơi, bác có cần gặp không à? Nhờ cô mời giùm chú Hoàng, bảo rằng chúng tôi muốn gặp. Vâng, xin hai bác chờ chút, cháu đi ngay. Thiệt là khổ ông ơi, bây giờ biết tính sao đây? Bà hãy bình tĩnh đi, kêu than hoài, hãy bình tĩnh để tìm cách giải quyết chứ. Chứ ông bảo tôi phải làm sao không buồn đau cho được, khi con tôi như ngọc như ngà, mà giờ đây, trời ơi, đau đớn quá. Làm cha mẹ ai là chẳng đau buồn khi phải nhìn con tật nguyền như vậy. Nhưng mọi việc đã lỡ rồi, bà khóc than có cứu vãn được gì không? Chào anh chị, anh chị muốn gặp tôi à? Chú Hoàng ơi, không còn cách nào giải quyết khác hơn sao chú? Như anh chị đã biết, mình là người nhà với nhau. Tôi và các bác sĩ rất tận tâm để tìm ra một cách nào đó có thể cứu vãn được. Nhưng xương ống và bàn chân đã dập nát, nếu không giải quyết kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng của Tử Bình. Cháu Tử Bình khi biết được sự tình phải giải quyết như vậy, nó nói ta để nó chết còn hơn phải sống vì một chân. Lẽ ra ta không nên cho Tử Bình biết tình trạng vết thương và cách giải quyết của bác sĩ có lẽ tốt hơn. Tôi không muốn giấu nó điều gì, nhất là việc này quan trọng đến cả một đời con gái của nó. Ôi tất cả những gì tươi đẹp đang đợi chờ con tôi, bỗng đâu tay quả đổ xuống đầu trẻ thơ. Nó sống sao đây với thân thể tật nguyền? Trời ơi sao ông tàn ác vậy ơi trời. Chị à, giờ việc trước tiên là phải lo cho tánh mạng, mọi việc đau buồn rồi cũng sẽ trôi qua. Theo con việc gấp rút là ta mau quyết định, bàn cái hoài cũng chẳng có kết quả gì đâu. Theo con phải làm sao để cho Tử Bình yên tâm vui sống? Con có cách nào giúp cho chị con? Chú Hoàng hãy giúp chúng tôi một việc, đưa sĩ Liêm đơn cho Tử Bình gặp mặt. Tất cả cũng tại sĩ Liêm mới ra cớ sự, cho gặp mặt làm gì để đớn đau thêm? Chẳng qua số phận nào ai muốn vậy đâu. Xin má hãy cho con được sắp xếp việc này, chỉ một lần này thôi con chẳng dám giữ vào. Bà hãy để cho con nó thay ta mà khuyên bảo Tử Bình, biết đâu nó lại có cách làm cho Tử Bình chấp nhận. Cô Mai ơi. Dạ. Cô làm ơn đưa sĩ Liêm đến phòng của Tử Bình giùm. Hãy đem theo cho bệnh nhân mọi thứ cần thiết nhé. Thưa dân. Không, tôi không muốn gặp ai hết. Hãy để cho tôi được chết đi. Tôi muốn chết mà. Các người có nghe chưa? Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Tử Bình, Tử Bình. Hãy bình tĩnh lại em. Anh đây, sĩ Liêm đây mà. Sĩ Liêm. Tử Bình. Sĩ Liêm anh. Tử Bình tỉnh lại đi em. Sĩ Liêm ơi, em khổ quá anh ơi. Em chết mất sĩ Liêm ơi. Tử Bình, anh là thủ phạm gây ra bất hạnh cho đời em. Em có căm giận anh không? Không, không đâu. Lỗi này nào phải do anh, mà là do phần số của em. Sĩ Liêm ơi, tôi đã bao mơ, nụ hoa cũng chưa kịp nở đã dối tàn. Ước vọng đã tan rồi, chỉ còn lại đắng cay thôi. Tử Bình ơi, em mẹ hãy vững tình.
trách nhiệm này là do anh đã gây ra. Sĩ Liêm, Tự Bình, không, em không muốn anh nhận trách nhiệm này, vì tình yêu phải là sự tự nguyện dân. Tự Bình ơi, em hãy nghe đây là những lời nói thi tha xuất phát từ một tấm lòng chân thật. Anh xin được gắn bó cuộc đời em cho đến khi tàn hơi thở, và xin được nói tiếng yêu em với tất cả niềm hãnh diện trong lòng. Từ bấy lâu nay chúng ta như bóng với hình, nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh nói tiếng yêu em với tất cả tình thương và trách nhiệm. Anh xin em đừng quá bi quan tuyệt vọng, bởi chúng ta còn có bổn phận với người thân. Đừng thương hại em một cành hoa giờ đã tả tơi sơ sáng sao trần, cuồng phong đã rã cánh tươi cành. Tự Bình, Tự Bình ơi, em hãy nghe anh nói. Em hãy tin nơi anh, dù cho đã hề qua có sơ sát, anh cũng không đổi thay, mà trọn đời anh vẫn bên em. Mình còn gì cho anh, đừng nói chỉ cho thêm tôi buồn. Đừng âu sầu em ơi, tình của anh dành cho em đến trọn đời. Sĩ Liêm ơi, em đang tin hay mơ? Có phải đôi tai mình nghe những câu ân tình mà em đã ước mơ? Bấy lâu ngóng trong đời chờ mà giờ này đã tan thành mây. Đừng không còn xa cách, dẫu em tơ tuyền anh cũng vẫn yêu em, trưa sao vẫn không đổi dời, duyên mình suốt kiếp không lìa nhau. Còn được nói bao giờ, anh đã mang đến cho em với tất cả vị ngọt ân tình. Em không ngờ đời em còn diễm phúc, ôi hạnh phúc này mới quý giá làm sao. Của em có anh, em đã tìm được niềm vui trong cuộc sống. Biết lấy chi để đáp lại tình anh to lớn quá, em sẽ nguyện kề cận bên anh không để một giây phút ly biệt.
một ngày nào đó ta yêu nhau, một ngày nào đó chúng ta sẽ được nhiều hạnh phúc, cho em luôn luôn được gì em muốn, bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã có. Một lần đã trọn vẹn hiến dâng với anh, em mãi là người tình trăm năm. Con của mẹ có đỡ đâu? Má, con hết đau rồi má à. Chúc mừng cậu, cậu mới là bác sĩ giỏi hơn tất cả bác sĩ của tôi ở đây đó. Cảm ơn chú. Một bác sĩ bất đắc dĩ, chú có biết không? Các người nói với nhau chuyện gì thế? Hồng Mai, chị cảm ơn em, chị đã bớt đau rồi. Nhờ em nói lại với bác sĩ là chị bằng lòng nha. Tử Bình, con vừa nói gì? Má con nghe lầm không con? Phải, chị không nghe lầm đâu. Như vậy nghĩa là sao chú Hoàng? Thưa hai bác, cháu xin phép hai bác được chính thức cầu hôn với Tử Bình, và chúng con sẽ làm lễ cưới sau khi chúng con ra viện. Vậy là anh đã thua em chưa? Em biết trước điều mà anh định nói với em. Thành thật chúc mừng cậu. Tử Bình, thế nào con? Bà còn hỏi cái gì nữa? Quyền lựa chọn là của bọn trẻ mà. Bây giờ thì chúng ta làm bổn phận của chúng ta. Cô Mai, đưa Tử Bình đến phòng giải phẫu. Tử Bình, can đảm lên nghe em. Em đã có anh rồi, trên cuộc đời này em không còn sợ điều gì nữa. Đưa tôi đi đi cô Mai. Tử Lăng, Tử Lăng ơi, anh vừa tự giết mình. Em có biết không? Em có biết không? Tử Lăng. Ông tôi về bảo là tôi đi mua thêm một ít đồ dùng cho Tử Bình nha. Dạ. À, mà bà có sắp xếp lại cái phòng của Tử Bình chưa? Dạ thưa, xong rồi bà. Mà không biết đám hỏi xong tụi nó có đi liền hay còn ở lại không biết nữa. Đi đâu vậy thưa bà? Thì tụi nó đi hưởng đi dưỡng bệnh chứ đi đâu. Thôi, dưới con nhà tôi đi ạ. Tử Lăng ơi, con gái của Vũ đã thua cuộc rồi sao? Kìa Vũ, chú làm gì mà ngồi buồn vậy? Chào cô Hồng Mai. Hôm nay trông cô đẹp quá. Sao, đến chừng nào cho chúng tôi uống rượu mừng đây? Chưa đâu Vũ ơi, ai mà thèm đứa con gái nghèo này hả Vũ? Nghèo nhưng mà đẹp người, đẹp nết. Thì dù có lắm bạc tiền cũng không dễ gì mua được đâu. Thiệt, đàn ông trên đời này mù hết rồi mà. Ủa, cái gì vậy bà Vũ? Tụi con còn sáng mắt mà. Sáng mà cũng như mù thôi, tại cậu chưa đi bác sĩ đó. Sáng mà cũng như mù, cái chú này nói khó hiểu quá. Không, bác sĩ nói mắt con còn tốt lắm mà Vũ ơi. Chào anh, bà Vũ nói đùa thôi. À mà hôm nay anh định mừng chị Tử Bình vật gì mà đồ sộ vậy? Bí mật. Nè, sao nhà vắng vẻ quá vậy cô Hồng Mai? Bác trai đến dưỡng đường, còn bác gái thì vừa đi đâu đó. Mai cũng mới đến đây thôi à. Tôi hôm nay được tin là ngày Tử Bình xuất viện về nhà, đồng thời cũng là lễ hỏi của hai bạn ấy mà, phải không cô Mai? Cũng gần đúng như vậy đó anh à. Ủa, tại sao mà gần đúng như vậy cô Mai? Vậy chứ anh không được thiệp mời gì sao? Dạ có, nhưng không rõ lắm cô à. Tôi là chỗ thân tình, cần gì mời mọc cô, nghe động dao động thất là có mặt tôi liền à. Vì vậy mà anh đến đây không có biết là mình dự lễ gì hả? Cũng gần đúng như vậy đó cô Mai. Anh trả đũa Hồng Mai đó hả? Không dám đâu.
cô cho tôi xin lỗi nha cô Mai. Thật lòng thì tụi đây ai ngại vô à cùng. Mong cô đừng thiền trách tôi à. Tôi đây tánh rất là hay vui nên có lắm khi lỡ lời. Tôi vô cùng ân hận nếu những lời kia làm cho cô giận. Xin anh hãy an tâm, tôi có chi mà phải phiền lòng. Thì cảm ơn cô nha. Nhưng chỉ tiếc là hơi kỳ kỳ. Ủa kỳ gì? Bởi tôi nói năng không như ý. Tôi có tật hay đùa chắc làm cho cô bật ý. Tất cả phiền trách của cô tôi xin chịu lỗi. Không đâu anh à, chuyện chẳng có gì đâu, xin anh chớ bận tâm. Hồng Mai ơi, Thượng Đế đã tạo nhân sinh là đã ấn định cho chúng ta mỗi người một duyên số. Kể từ lần đầu tiên gặp gỡ Hồng Mai, tôi cảm thấy như có một mùa xuân đang lan nhẹ đến tim mình. Một mùa xuân với những cánh mai hồng, một mùa xuân rất thanh thản dịu êm, mang đến cho tôi một cuộc sống bình yên với khoảng trời xanh tươi mát. Hạnh phúc đã đến với tôi bất ngờ không hẹn trước. Tôi như người vừa chợt tỉnh một cơn mê, nên kể từ đó tôi không còn giữ cuộc đua tranh, vì tôi đã có rồi một mùa xuân tươi thắm. Mơ cho lỡ duyên lỡ nợ, thân gái nghèo xa xơ cũng chẳng nhiều sắc. Thì chúng ta phải là những người dũng cảm làm cái trách nhiệm mà thế hệ ngày nay đã giao phó cho mình. Chúng mình có đôi tay, có khối óc, có tất cả của đôi tim cùng chung nhịp đập, phải vậy không em? Tôi với em cùng chung một đôi mắt, cùng nhìn về một hướng tương lai. À kìa, các cháu đã đến đông đủ hết rồi à. Vâng, xin chào bác, chào ông chủ. À quên, chào chú Hoàng. Dạ, cháu cũng xin chào bác. Dạ, dạ chào chú Hoàng của cháu à. Xin hân hạnh được bắt tay với con người có tầm vóc quốc tế lần thứ hai. Và có lẽ... là lần chót. À, Tử Lan con à, chị Tử Bình của con đã về đây nè. À, ô kìa, xin chào các bạn. Hồng Mai, chị cảm ơn, cảm ơn em thật nhiều. Chị khéo vẽ à, chị đã quên chị sắp là chị dâu của em rồi sao? Chào các bạn, em mừng chị mới về và mừng anh Sĩ Liêm một hạnh phúc vĩnh cửu. Cảm ơn, cảm ơn Tử Lăng. Nào, ta hãy nâng ly để chúc mừng hạnh phúc của anh chị tôi chứ đi các bạn. Tôi tán thành ý kiến trên. Nào, các bạn, hôm nay là ngày mừng chị tôi thoát nạn, và cũng là ngày đính hôn chính thức của anh Sĩ Liêm và chị Tử Bình của tôi. Vì lý do sức khỏe nên anh chị tôi phải đi dưỡng suốt một thời gian, và sau đó sẽ trở về làm lễ cưới. Vì hôm nay chúng ta hãy nâng ly đầu tiên chúc sức khỏe của hai người. Nào, nâng ly. Tán thành, đồng ý. Và bây giờ chúng ta chúc mừng hai người một chuyến đi ngọt ngào và hạnh phúc. Tán thành, đồng ý. Bây giờ, trước hết, Tử Bình xin chân thành cảm ơn các bạn và những người thân của Bình đã tận tình chăm sóc và lo lắng cho Tử Bình trong tai biến vừa qua. Bình xin cảm ơn tất cả. Cũng tán thành, đồng ý nữa. Và bây giờ, xin các bạn và gia đình mừng cho Tử Bình
vừa đón nhận được một tình yêu chân thật. Xin mời. Lại cũng tán thành đồng ý nữa. Hình như trong các bạn vẫn có một ai đó ngờ vực về cái hạnh phúc mà Bình sắp đón nhận chứ gì. Trước đây Bình là một cánh hoa còn nguyên vẹn, thì không biết bao là cánh bướm tình si, đến tình nguyện làm nô lệ cho mình. Nhưng nay đời đã đổi thay, qua khôi tớ Bình bây giờ đây, thì thử hỏi có ai, ai còn dám nói tiếng yêu Bình. Đâu cả hết rồi những cánh bướm si tình, đã hết yêu tớ Bình rồi sao. Gần ba tháng nay Bình đã thấm thía vô cùng cho thế thái những tình của cuộc đời bạc đen. Em rất hiểu lòng chị cô đau, nhưng chị còn mơ ước gì khi chị sắp có được người chồng vẹn toàn như là anh Sĩ Liêm. Tử Lăng à, cũng may là còn sót lại đây một con bướm chung tình, nếu không thì cuộc đời Bình chắc đã là chấm dứt. Thôi em không nên buồn khổ, anh sẽ luôn kề cận bên em, dù cuộc sống ngày sau có xoay dần đổi thay. Tử Bình, Sĩ Liêm. Dạ. Ba má cầu chúc cho hai con hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng con xin cảm ơn ba má. Mình thay mặt các bạn chúc hai họ lưu dương trăm năm bền chặt. Chúng tôi xin cảm ơn các bạn. Rất đồng ý. Thật là một ngày tốt đẹp. Nào, nâng ly chúc mừng. Đúng là một ngày tốt đẹp. Thưa các vị, riêng tôi hôm nay cũng xin được bắt chước theo sáng kiến của cậu Mộc Nhĩ đây mà đổi thay lời chúc và theo một hướng khác. Sao lại đi bắt chước người ta, nếu như mình chẳng nghĩ ra sáng kiến nào, thì cứ đứng đó tan thưởng quang hồ, có đỡ mất thể diện hơn không. Xin chân thành cảm ơn ông bạn đã chỉ bảo cho tôi một lời khuyên, nhưng tôi tự xét thấy không bằng người thì phải học hỏi mà thôi. Vậy ông muốn chúc ai và chúc cái gì, đâu nào nói thử nghe coi. Xin phép anh chị, xin lỗi các bạn. Cô Tử Lăng, tôi vừa làm một việc vô cùng cao cả. Tôi xin chân thành khâm phục cô và thành thật cầu chúc cô sớm tìm được sự lãng quên bên niềm hạnh phúc mới. Cảm ơn chú. Hạnh phúc của người thân yêu không là hạnh phúc của mình sao? Chẳng hiểu gì cả. Mà cho dù có nghe, cô không biết gì hết. Các bạn không hiểu, nhưng mà tôi hiểu là địa vị ngài nãy trong gia đình này đã hoàn toàn thay đổi. Thảm cảnh này ai gây nên tôi, hay tại ông trời già kéo sắp đặt chuyện la lai, để qua cuối Tử Bình giờ đây phải lỡ cười lỡ khóc. Sao giấc ngủ say sưa con thiên nga giờ đây đã xa xơ tôi tà cánh thiên thần. Nô tâm xuân chưa quen sắp đã rồi phai tàn, vì phải phơi thân trong cơn nắng hạ như con thuyền giữa cành phong ba. Đau đớn thay là nó không đủ sức vượt qua, phải sống nương dựa vào niềm tin của kẻ khác. Sĩ Liêm ơi, em biết nói sao cho anh hiểu được lòng cảm phục vô biên trước sự hy sinh cao cả của bạn chung tình. Còn em Tử Lăng của chị, Tử Lăng ơi,
chỉ vừa trải qua một bài học đời vô cùng quý giá. Từ nay chị xin trao cả việc ấm lành qua lòng yêu nghĩa ở nơi em. Chị Tử Bình, em nghĩ rằng chị hãy vui lên với hạnh phúc mình đang có. Đừng suy nghĩ gì thêm cả. Tử Lăng em, sóng gió đã qua hết rồi. Chỉ mong rằng tình cảm chị em mình bền chặt hơn em nha. Kìa ông, sao không mời các cháu lên lầu dùng bữa đi? Ai xin mời các cháu? Mời chú Hoàng. Dạ xin lỗi anh chị, nhiệm vụ của tôi đến đây đã ổn. Tôi phải về thu xếp để ngày mai tôi đi Đà Lạt rồi. Dù gì thì chú cũng phải ở lại với gia đình tôi hết hôm nay, vì chú là vị ân nhân lớn nhất của vợ chồng tôi và các cháu. Xin anh chị cho bận tâm về việc nhỏ nhặt vừa qua. Tôi rất vui lòng được trợ giúp anh chị bất cứ lúc nào anh chị cần. Vậy sao chú không ở lại? Chú nghĩ rằng chú hết việc làm ở đây rồi chăng? À tôi xin phép chú nha. Đi bà. Tử Lăng, theo Tử Lăng thì nơi đây còn việc nào dành cho tôi? Dạ, cái đó còn tùy theo sự ước muốn của chú nữa chứ. Ước muốn của tôi à? Tử Lăng nè, Tử Lăng có nghĩ rằng đôi khi có những ước muốn cháy bỏng trong lòng mình mà vì một cái gì đó mà mình không thể nào thực hiện được không? Có chứ. Cũng như Tử Lăng, nỗi ước muốn của tôi vô cùng to lớn. Tuổi đã vào thu, sự ước muốn kia càng thôi thúc khôn nguôi. Tôi cảm thấy mình như sống lại tuổi đôi mươi, mà từ bấy lâu nay tôi nghĩ rằng nó đã qua đi. Sự hy sinh của Tử Lăng làm cho tôi đây cảm phục vô cùng. Ước mong sao tôi được góp mặt làm nỗi đau kia lắng đồng, để thời gian xóa bôi đi một kỷ niệm đau buồn. Một lần yêu và đánh mất, biết đến thuở nào mới lãng quên. Nẻo đường tình mà lăng đã bị trọng thương, lăng không muốn ai chia sẻ với mình. Tử Lăng ơi, niềm vui có thể dễ chia hơn, riêng nỗi buồn thì mình luôn đón nhận. Tóc đã nhuốm sương nên tôi dễ dàng thông cảm với những niềm đau mà người ta thường phải gánh chịu riêng mình. Mà còn phải trải qua muôn ngàn thử thách, bao cay đắng ngọt bùi để cho tâm hồn mình bền dựng thêm lên. Nhưng cũng có những nỗi buồn luôn tồn tại, vì thời gian không dời bớt mà lớn lên theo ngày tháng. Nếu thuốc thời gian kia đã không còn hiệu nghiệm thì nó sẽ đưa người ta về khởi điểm sự suy tàn. Giờ đấy tất cả đã được an bài, dầu muốn dầu không thì Lăng phải cố để mà quên. Đừng chờ nhau nữa nhé anh, để tình yêu đó thêm một chút mơ mộng. Đừng tìm nhau nữa nhé anh, để ta được thấy vẫn còn nhớ anh.
đời ta phiêu lãng đã lâu, và nhìn tình yêu như là những mây trời. Nhẹ nhàng bay theo cánh chim, rồi tan thành khói như là giấc mơ quên. Lệ đông mắt ai mà nghe cay cay trên mắt, mà sao nghe gì mặn ở môi mình. Chỉ mong Tử Lăng đừng vội đánh mất niềm tin, bởi cuộc sống còn đang trải dài trước mắt. Ước vọng lớn của tôi là được dìu dắt Tử Lăng vượt những bước đi đầu còn quá trong gai. Tử Lăng đã thọ ơn của chú quá nhiều rồi, giờ Tử Lăng không dám làm phiền chú nữa. Được chia sẻ với Tử Lăng là một hạnh phúc lớn, chứ nào có chi là phiền lụy. Tử Lăng chỉ sợ mình sẽ mang tai họa đến cho chú thôi, vì Tử Lăng là hiện thân của sự bất hạnh mà. Chú không ngán sao? Ngán à? Tử Lăng là bồ liễu mà còn dám đương đầu với giông bão. Còn tôi là hiện thân của Bách Tùng, chẳng lẽ lại sợ bão giông? Ngày mai chú Hoàng đi à? Tận đâu lần? Đà Lạt. Tử Lăng có lần nào đến thành phố đó chưa? Chưa, cháu chưa qua khỏi ngưỡng cửa nhà thì đến đâu xa hơn trường học. Cháu muốn đi theo chú. Tôi rất sẵn sàng. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho Tử Lăng để vết thương kia mau lành lại. Chú có ước lượng được sự gian khổ khi phải làm một lương y tinh thần không? Tử Lăng, tôi tin rằng sự nhẫn nại và lòng cảm phục của tôi sẽ giúp tôi thành công. Sao, thế nào? Vậy ngày mai cháu cùng đi với chú. Nhưng còn việc học? Bỏ, cháu không lo sợ nữa, vì từ đây cháu luôn có chú bên cạnh rồi. Chú có hứa với cháu như vậy không? Tử Lăng, suốt cuộc đời còn lại của tôi là do Tử Lăng. Vậy từ nay Tử Lăng sẽ là Lăng, mãi mãi theo chú Hoàng. Ngày mai Tử Lăng đã đi xa rồi, thôi cậu hãy đến chia tay nhau đi. Tử Lăng, ngày mai em đi rồi. Chuyện tình mình chỉ có thế thôi. Em đi rồi, đường xưa có nắng không anh? Là hoa còn xanh hay tàn theo tháng ngày. Giờ một mình em lẻ bước trong sương mai. Người tình còn đâu, chỉ đơn đau con tim. Em đi rồi, từ đây tiếng hát cô đơn. Bi chi cùng ai nỗi buồn trong đêm trường. Một lần biệt ly chẳng biết nói năng chi. Lệ tràn bờ mi thì đã quá chi ly. Dù tình thật xa, tình vẫn còn đây. Vì ngẩn lệ chưa vơi, trời buồn tình đâu, trời đêm bão tố. Mưa tuôn thành dòng, thuận gió biển đông. Tình buồn tình xa, tình không mơ xóa. Hai phương trời rộng, tình vẫn mênh mông. Sĩ Liêm ơi, nếu em có đau cũng không bằng cái đau của bao người thân công lại.
nhìn thấy hạnh phúc của người yêu được bền vững mãi muôn đời. Biết lấy chỉ cần những thứ vô hình, rồi ngày mai đây trên đường đời trôi nổi, em dịu dời một mình anh thắt thỏm con tim. Đừng anh, đừng lo lắng cho em, có thương nhau hãy cố gắng cho tròn bổn phận. Để ngày sau khi gặp lại ta sẽ yên vui mà không bị rai rứt trong lòng. Tự lặng ơi anh nói tiếng tiễn đưa em mà sao lòng đau buốt. Ai biết cho đây ngày sau còn có được buổi tương phùng. Thế xa cách mắt thì dễ thưa thất lòng, vì kể từ hôm nay mỗi người một bộ phận, một con đường vậy hãy cố gắng mà đi. Đường phía trước mịt mù gió bụi, ngoảnh lại nhìn người đã xa bước chân mây. Đã làm phận gió mưa xa, biết đâu đại cá hoặc xa xuống đồng. Từ đây ta cách nhớ nhung, em về phương ấy anh mong đợi chờ. Tử Lăng, Tử Lăng. Sĩ Liêm, chẳng gì ai cả, số phận thôi. Lại số phận, lại định mệnh. Thì cứ tạm tin như vậy đi, để mà sống, khi sức con người ta bất lực. Vĩnh biệt em, Tử Lăng. Sao lại vĩnh biệt, anh hai? Mình còn có thể gặp lại, mà có điều, trong một tư thế khác thôi. Sĩ Liêm ơi, hãy hiểu cho em, nói xa anh mà lòng em cũng chết lặng. Nỗi đau này to lớn lắm, Sĩ Liêm ơi. Sao? Ông nói cái gì? Tôi đã không nghe lầm chứ? Phải, tôi mong rằng bà nghe đúng. Chắc tôi điên lên mất, không thể nào hiểu nổi ông nữa. Chú Hoàng, chú nói nghiêm chỉnh chứ. Anh chị đã từng hứa là ủng hộ tôi việc này mà, bọn chị quên rồi sao? Dân, tôi nói nghiêm chỉnh đó. Chú sẽ gọi tôi bằng mẹ à? Thì có sao đâu. Trời ơi, Tử Lăng. Dạ. Con đồng ý hả Tử Lăng? Việc gì thưa má? Chú Hoàng vừa nói với má, với ba con là chú ấy xin hỏi cưới con, và con đã bằng lòng, đúng không? Dạ phải, con đã bằng lòng. Trời ơi, tôi khó chịu nổi cha con ông rồi. Chứ bà có hiểu nó bao giờ đâu mà bây giờ bà nói. Phải mà, ông hiểu nó, ông bằng lòng. Còn tôi... Má, má à, má hãy bình tĩnh một chút má. Theo con á thì... Tử Bình, theo con thì sao? Nhà này má chỉ còn có con thôi. Nếu như Tử Lăng, em con nó đã... À thôi thôi thôi, bây giờ thế này nghe. Nhà mình có 5 thành viên, biểu quyết đi cho nó dân chủ. Chú Hoàng, thông cảm cho tôi nha. Không có gì, rất cảm ơn anh. Biểu quyết cách nào? À thì chúng ta coi như tất cả là 5. Ý kiến của Tử Lăng cộng với tôi là 2 rồi. À, có nghĩa là 2 cha con ông đồng ý. Phải, bây giờ ta còn lại là 3. Coi như bà phản đối phải không? Còn ý kiến của Tử Bình và Sĩ Liêm nữa. Tử Bình, con có ý kiến đi con. Còn phản đối hay còn tán thành? Ý của con á thì giống má vậy thôi. Như vậy là 2 tán thành, 2 phản đối. Giờ còn Sĩ Liêm. Anh cho ý kiến đi anh. Phải, Sĩ Liêm, con nói đi con. Con cũng phản đối như má chứ gì, phải không con? Dạ, thưa má, con á thì... Con phản đối việc này phải không? Dạ không, thưa má, con bằng lòng. Trời ơi,
Tự Bình, chúng mình đi em nhé. Vâng, tùy anh. Cuộc đời em là do anh mà. Tử Bình, con đi bây giờ sao? Má. Thưa ba má, con xin phép đưa Tử Bình về thăm mẹ con. Si Liên, dạ. Tùy con nha. Bây giờ con là người quyết định. Tử Bình, má, con hãy bảo trọng nghe con. Sĩ Liêm, dạ. Cho má gửi gắm đứa con thân yêu nhất đời má cho con. Xin má an tâm, con sẽ hết lòng chăm lo cho Tử Bình để khỏi phụ lòng ba má và dì ba đây. Cảm ơn anh hai thật nhiều. Chúc anh chị hạnh phúc. Tạm biệt. Thưa ba má, con đi. Tạm biệt chú. Xin cho gửi gắm trọn đời. Hãy an tâm. Cảm ơn anh hai thật nhiều. Tử Bình, Tử Bình. Chú Hoàng ơi. Gì đó Tử Lăng à? Chú có muốn Lăng đổi cách xưng hô không? Hay để bao giờ tự nó đến Tử Lăng à. Cảm ơn. Cảm ơn chú. Chú Hoàng, bỗng nhiên bây giờ Tử Lăng muốn hát. Chú có muốn nghe Tử Lăng hát không? Đúng rồi, ngay bây giờ Tử Lăng sẽ hát cho chú nghe bài Hãy Ngủ Yên Tình. Cuộc đời